Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lòng lương thiện. Roger là một đứa trẻ ngoan, cậu luôn được cha mình tạo điều kiện giáo dục rất tốt. Một buổi chiều nọ, sau khi đi chơi cùng bạn về, Roger vui vẻ kể chuyện với cha mình. Cha, hôm nay con đã làm được một việc tốt ạ. Nói cha nghe xem nào con trai. Dạ, buổi chiều con cùng với bạn Tony ra công viên chơi, thì nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi ngồi khép mình trong một góc. Trông già yếu và rất đáng thương. Ông cụ trông đáng thương quá. Chúng ta cùng giúp ông cụ nha. Trong túi của bạn có $1 phải không? Tụi mình đi mua cho ông cụ một chiếc bánh mì đi. Nhưng đây là tiền mình dùng để mua sữa mà. Tụi mình nên học cách làm người lương thiện. Làm việc tốt, không nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế. Thôi, để mình đưa vậy. Cha thấy con có đáng khen không ạ? Việc con làm không phải là một việc tốt thật sự. Tại sao vậy cha? Giúp đỡ người khác đương nhiên là một việc tốt. Nhưng phải xem cách mà con giúp đỡ như thế nào. Nếu con muốn làm người tốt, làm việc tốt, vậy tại sao con không lấy tiền của chính mình để mua đồ ăn cho ông cụ lang thang kia, mà lại lấy tiền của Tony để lấy danh nghĩa giúp đỡ người khác, sau đó lại dành hết tất cả công lao về bản thân mình? Điều đó, đối với Tony, chẳng khác nào là cướp công. Thật không công bằng với bạn ấy. Vậy con định làm gì tiếp theo? Con muốn đem tiền tiêu vặt của mình cho ông cụ lang thang kia mua đồ ăn ạ. Có được không cha? Chỉ cần có lòng tốt, thì không gì là không thể con ạ. Lương thiện là một phẩm chất mà mỗi người trong chúng ta đều theo đuổi. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng bao giờ lấy cái gọi là lương thiện ra để ép buộc người khác. Bởi vì lương thiện không phải là yêu cầu người khác nên làm gì, mà là tự nhắn nhủ, tự nói với bản thân mình nên làm gì, bạn ạ. À.